trong tay chính là đô Kim Anh giữ, bên tay trái trong tay chính là đô Thắng Sơn Đông Anh xin theo. Xin mời hai đô nam nữ nghe hiệu lệnh của trong tay. Thank you.
Long Sơn Phú Bân đã ghi thắng. Có đô Lam Sơn Hà Tây xin theo. Xin mời hai đô giải hai chuẩn bị trang phục lên sân. Là có 1 triệu đồng, còn 500 của gia đình nhà ông Thắng ở thôn Trắng. Vâng, và cũng có 500 ngàn đồng để động viên đô nữ thắng trong phần này. Con đô nữ cố gắng lên. Đó là đô nữ vào đây. Ngoài nữa rồi, rất tiếc. Treo cho đô nữ, khán giả cho đô nữ một tràng pháo tay động viên.